Rồi đây, ở nơi phương trời xa xăm, có một cô gái lớn tuổi, chiều chiều tựa vào cửa sổ nhìn tuyết rơi, nhớ về quê hương, nơi đó cô gái đã từng chôn nhau cắt rốn. Nhắc tới đó buồn quá. Nếu sau này á, mình xa quê hương của mình, mình nhớ lắm, nhưng mà phải theo chồng thôi. Mà chồng của mình á lại là người Mỹ, rồi mình nói chuyện với chồng mình á, chẳng lẽ mình xài động từ to were? Không được, mình phải đi học tiếng Anh. Mình phải học tiếng Anh để mai mốt á, chồng mình đi làm rồi á, mình có thể đi chợ và nói tiếng Anh được với người ta chứ. Để coi chỗ nào được đi học đây. Tiếc quá, đóng tiền nhà Chính ơi. Hả? Chính ơi, tiền nhà hả? Ủa kỹ ta, bình thường mình cầm tiền mình đứng ngoài cửa thôi, bà nghe mùi tiền là bà hớn hở rồi. Bữa nay đem Trương Vinh tận mắt luôn. Để xuống đi, bận rồi, mấy cái này không quan trọng. Cái này không quan trọng luôn. Ờ. Chạy nhà Chính ơi, chạy nhà. Cái gì vậy? Hả? Không, tại thấy bữa nay Chính lạ quá. Chính lạ là lạ cái gì? Chính không, Chính không còn mê tiền nữa. Không phải không mê tiền, nhưng mà có cái này Chính mê hơn. Chính đang tìm hiểu, đang tìm tòi và đang muốn học hỏi. Tìm hiểu, tìm tòi và học hỏi. Về cái gì? Về một cái sinh ngữ song song với sinh ngữ Việt Nam của mình đó. Wow. Tuổi già tài cao nha. Đáp. Vậy nói ai tuổi già? Quên. Nói là ham học hỏi. Ý con đó là Chính ham học hỏi nha. Vậy là Chính tính học tiếng nước ngoài. Wow. Nói nghe nè, mà Chính là muốn thi mình lấy bằng rồi xong mình đi dạy lại luôn, hay là mình học tiếng Anh giao tiếp bình thường? Trời ơi, đợi mà thi lấy bằng dạy lại luôn, chắc lúc đó là màu xanh cỏ đẹp của tôi rồi. Tôi chỉ muốn là giao tiếp thôi. Có nghĩa là mình nói chuyện với người ta hiểu, rồi người ta nói chuyện với mình hiểu. Không cần phải đọc chữ, không cần phải biết chữ. Vậy à? Chính à, nếu mà chị muốn học tiếng nước ngoài để giao tiếp thôi, thì Chính không cần phải đi đâu xa. Phải đi tìm trung tâm giỏi. Không cần bất cứ một trung tâm nào hết. Ở đâu? Tại vì đã có một chuyên gia ngôn ngữ học ngồi trước mặt Chính. Giờ muốn học tiếng nước ngoài đúng không? Là con hả? Dạ. Phải không? Trời ơi, xem thường ở ngoài. Bây giờ muốn học tiếng nước ngoài phải không? Bây giờ phải nghe được tiếng nước ngoài rồi đoán coi là tiếng nước nào nha. Bây giờ ví dụ nè. Qua đi khắp. Khắp khuôn khắp. Khắp khuôn lỏng lẻo. Khắp khuôn mãi lai. Khắp khuôn lơ. Khắp khuôn. Nước nào nè? Nước Pháp. Con thất vọng vậy Chính quá. Bây giờ con cho Chính thêm một cơ hội nữa. Nói chậm chậm mới nghe được. Ok, một cơ hội nó chậm lại nè. Nín hào. Quốc xì ảnh xì dì xì vô xin xà. Xì xì quan xà xì xà khung khung. Xin xì. Nước nào nè? Nước Nga. Một lần nữa con lại thất vọng về Chính quá Chính à. Thì bây giờ nó nghe là nói cái tiếng nước nào mà thông dụng dễ hiểu. Ok, thông dụng luôn nè. Tiếng này là dễ hiểu nhất nè. Thường gặp nhất luôn nha. Rồi, một cơ hội cuối cùng. Chậm nha. Một cơ hội cuối cùng cho Chính nha. Chính không thôi là Chính khỏi học tiếng nước ngoài. Một cơ hội cuối cùng. Tập trung nè. Nghe nè. Tiếng này là tiếng nước nào? Đoán đi. Nói đi. Thì con nói rồi đó. Nói đi. Nè, tiếng này là tiếng nước nào? Đoán đi. Nói đi. Thì con nói rồi đó. Trời ơi, ông chưa có nói gì hết. Ông chỉ hỏi tôi là tiếng này là tiếng nước nào thôi. Thì con nói rồi, tiếng này là tiếng nước nào? Đoán đi đó. Thì phải nói đi. Thì con nói rồi đó, tiếng này là tiếng nước nào? À, có nghĩa là đang nói là tiếng này là tiếng nước nào, là biểu tôi đoán cái câu đó là tiếng đúng nước rồi nào. Tiếng này là tiếng nước nào? Việt Nam. Trời ơi, hay quá Chính ơi. Đó, vậy thôi là có tiềm năng học tiếng nước ngoài rồi. Khoan, cái Việt Nam mình thổi đó mình cũng biết nữa mà, làm sao có tiềm năng được. Không, trong ba biết bột là có tiềm năng rồi. Thiệt, tin con đi, con giỏi lắm mà. Nói đậu ngay là có biết lý do sao mà học không? Mà nãy giờ quên hỏi lý do Chính, để con đoán thử nha. Chắc chắn là muốn đi du lịch đúng không? Muốn đi du lịch. Biết ngay mà. Ủa mà Chính hả? Mà đi du lịch người ta có hướng dẫn viên mà.
Cần gì phải chính học tiếng Anh, tiếng U, tiếng Ơ làm gì cho mệt vậy? Thì mình cũng phải biết với người ta để có thể là mình ra ngoài đường mà nhiều khi hướng dẫn viên mất đi đâu mình đang đứng ngoài đường thì mình cũng gật đầu, mình xã giao, mình chào hỏi người ta đó mà. À vậy thì cũng đúng chứ, cái gì mình cứ phụ thuộc hoài ta thì cũng tốt. Không biết vài câu hello, goodbye thì cũng được. Nhưng mà là cậu chắc chắn là dạy tôi được không? Được, chắc chắn. Mà chính yên tâm, để đảm bảo uy tín con sẽ giới thiệu cho chính một trung tâm rất là nổi tiếng luôn đó. Dạ. Rồi, ok vậy nha. Ok fine. Tiếng Hàn Quốc hả? Tôi nói trời, trả lời lại đi. How are you? Okay, fine, thank you. And you, what do you drink, coffee or milk? No. How are you? I am fine, thank you. And you? No, what's in gì đó. Rồi fine, thanh. Rồi xong rồi mới đúng theo bài học là chứ không còn cái what's in gì đó. Fine, thank you. And you? Ok. No. Nói theo đúng theo như bài học là phải nói là Phai Thanh. Rồi xong cái tôi mới nói theo đúng như bài học là where are you chồm? Cái gì? Ai chôm cái gì? Ở đây not have chôm. Trời ơi bà ơi, nãy giờ là tôi đang thực tập tiếng Anh với bà cái Mỹ đó, mà bà nói cái kiểu này là chết tôi rồi, không đầu không đuôi gì. Cái gì có question ở đây bà? Trời đất ơi, nè, bây giờ muốn nói tiếng Anh tôi nói cho nghe. Ha, bây giờ nhỏ cũng có học chút. Ừ. Bà vô đây đúng chưa? Đó, bà vô quán tôi đúng chưa? Ừ quá. Ồ sao vậy? Kim Tiến. À, hôm nay mày đặt Kim Star, Kim Tiến lấp lấp lánh chi vậy trời? Đặt cho làm quen. Quen để mai mốt qua bển mình không bị gọi người ta gọi mình là quê, hiểu không? Bây giờ là tôi phải học theo phong cách của người Tây và tôi nói tiếng Mỹ. Ủa qua đó là ta ăn mặc vậy đó hả? Rồi tôi đi học đó, mấy bữa nay là tôi đi học đó, tôi học tiếng Anh đó. Nhưng mà cái bài học của tôi thầy dạy hoàn toàn khác những gì bà nói. Ủa sao vậy? Thì đó, bà phải nghe theo tôi thì tôi mới nói được, chứ bà nói kiểu đó là tôi không thể nào tôi nhào vô tôi nói được. Thì bây giờ vậy bà vô quán tôi. Ừ. Bà hỏi tôi là có khỏe không thì tôi nói tôi khỏe. Sau khi mà tôi nói tôi khỏe thì tôi hỏi bà uống cái gì, cà phê hay sữa? Chưa có học chỗ đó. Ủa gì kỳ vậy? Bộ bà ra ngoài đời bà giao tiếp bà phải đúng theo cái bài học mà hả? Thì học đi rồi từ từ tính tiếp, chứ bây giờ tôi chưa học tới cái đó bà nhào vô kiểu đó làm sao tôi biết được. Thôi đây, bà rồi, giúp giờ sao? Giờ giúp bà gì? Bây giờ bà mới vừa nói I am fine, thank you and you đi. Rồi. I'm fine, thank you and you. Fine, thank you. Rồi xong cái bà hỏi tôi nha. Bà hỏi tôi nghe là hỏi gì? Where are you from? Where are you from? Where are you? Cái gì? Chôm. Where are you? Chôm. No, tôi không chôm chỉ cái gì của ai hết trơn. Ý là hỏi là bạn từ đâu đến. Cái đó không phải là chôm mà gọi là from. Tôi có học mà. Tôi cũng có học mà. Mà học sai rồi. Không, ở dưới quê tôi dạy rất đúng. Nhưng mà bà phải nghe lời tôi. Where are you from? Thầy người Mỹ dạy tôi mà. Where are you from? Yeah. I am from Việt Nam. Rồi cái tôi mới hỏi bà lại, Where are you from? Là bà trả lời đi. I'm from Chinese. Không học cái chữ đó. Thì tôi quê ở đâu tôi nói ở đó. Là chữ gì? Chinese. Trời ơi bà ơi, không có học bà dùng vô trong cái bài học dùm cho tôi cái đi. Rồi bà mai mốt bà muốn nói thì bà nói, bà học kiểu này thì làm sao tôi qua bên nước rồi ngoài. Rồi bây giờ là nếu mà như tôi là tôi sẽ nói lại gì nè. Bà nói là I am from quê. Quê. I am from quê. Rồi đó vậy đó. Thôi ai dạy mà tiếng Anh nghe quê dễ sợ luôn. Sao I am from bà biết quê. Không bây giờ cực khổ lắm, tôi phải thay đổi phong cách nè, mà tôi chưa có vừa lòng với phong cách này, tôi phải làm sao mà cho tôi thành một bà đầm á, bà đầm đầm từ trên đầm xuống dưới luôn. Tôi phải sắm đồ sắp đạt theo hòa hợp với lại cái khí hậu ở bển nè, rồi tôi phải biết phải nói tiếng nước ngoài nè, rồi tôi phải ăn uống theo kiểu Mỹ nè, là bởi vì á tôi
tôi có chồng người Mỹ. Tôi anh ấy tên rất là dễ thương, một người Mỹ mắt xanh, mũi lõ, không mắt xanh mũi cao, tóc vàng, mai mốt tóc tôi cũng phải vàng như vậy đó. Anh ấy tên là David. 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 Đúng không? David ghê, người ta kêu nhẹ. David. David. À, rồi mai mốt tôi qua bển đó, cái xong cái tôi lấy chồng, tôi nhập quốc tịch rồi đó. Cái tôi cũng tên hay lắm. Đúng rồi, mình phải đổi tên đúng không? Đúng rồi. Nai là chính. Nai là Nai vẫn tên cha mẹ mình phải giữ lại. Đúng rồi, Nai. Nhưng mà phải nói chữ Nai cho ta biết mình là chính. Nai. Nai Su. Nai Su Su Soa. Nai Súc Sinh. Đâu phải là khấu là Súc Sinh. Chứ bà mới nói gì? Nai Su Soa. Su Soa. Su Soa là cái gì? Thì đại khái là tên nước ngoài này gì đó, Nai Su Soa. À, hiểu không? Nai Su Soa. Nha, mà phải học như vậy thì mới được. Trời ơi, tôi nói với bà biết nha, cực khổ lắm, cái vai sung sướng gì đâu. Mới học đâu, mới chận ngày thôi mà cái lưỡi tôi bây giờ nó cứng nhắc chưa á. Muốn quên luôn nước Việt Nam luôn. Trời ơi, học chỗ nào hay vậy ta? Người Mỹ dạ, thấy chưa? Nói bây giờ lạnh như vậy, người Mỹ dễ. Nói cái gì dạ dạy mà dấu nặng không được luôn đó. Tự nhiên học tiếng Anh trong giống như bây giờ mình bị có tật á. Cái lưỡi mình nó bờ bờ, có giọt nó chận là đớt đớt. Bà không biết gì hết, thôi mệt mỏi quá. Thôi bây giờ là tôi... Bà có gì bà góp ý cái tôi nghe không, mà bà quế quá. Tôi bà góp ý tôi không được đâu. Tôi phải làm sao tôi thay đổi toàn bộ. Tôi thay đổi từ trên xuống dưới. Tôi thay đổi từ A tới Z. Tôi không còn là chính nữa, mà tôi sẽ là Nai Su Su. Nai Su Su. Nai Su Su. Su Sành. Su Su. Su Su. Bà làm giống như tôi sốt xoài vậy, mệt quá à. Thôi bây giờ tôi về nha. Okay. Trước khi tôi về tôi sẽ nói là goodbye. See you again. Cái đó. Goodbye. Goodbye. See you again. Again. Là hẹn gặp lại đó. Again. Hẹn gặp lại là again. Ồ, ai dạy mà vậy ta? Trung tâm nào vậy? Trung tâm người Mỹ. À, để tôi biết tôi né chỗ đó ra. Bà né không đâu, bà học sẽ nói nha. Bye bye, see you again. Ok, you go. Go gom gom lại nghe bà nói. Không hiểu luôn. How are you?